Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Trung Quốc nóng mặt trước cái bắt tay hợp tác của Mỹ và Philippines. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phát biểu: "Chúng tôi sát cánh với các bạn để bảo vệ những quy tắc và chuẩn mực quốc tế liên quan ở Biển Đông. Một cuộc tấn công do lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt đến cam kết phòng thủ chung của Mỹ. Đó là cam kết vững chắc của chúng tôi đối với Philippines. Đây là cam kết ở cấp cao nhất mà Mỹ đưa ra với Philippines trong nhiều năm qua." Bà Harris cũng là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Manila từ khi ông Marcos nhận chức vào tháng 6 năm 2022. Báo hiệu mối quan hệ ấm lên giữa hai đồng minh sau nhiều năm lạnh nhạt dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong 6 năm nắm quyền, ông Duterte chủ trương thân thiện với Trung Quốc và muốn giảm lệ thuộc an ninh vào Mỹ. Ông Duterte có thời điểm còn tuyên bố các hợp tác quân sự với Mỹ, đòi hủy hiệp ước các lực lượng thăm viếng VFA, vốn là cơ sở cho quân đội Mỹ triển khai binh sĩ đồn trú luân phiên ở Philippines. Giới quan sát cho rằng khi Tổng thống Marcos Jr. lên nắm quyền, chính quyền ông Joe Biden đã chủ động tăng cường tiếp xúc cấp cao để kích hoạt lại quan hệ Mỹ-Philippines, đồng thời nối lại những dự án hợp tác quốc phòng bị gián đoạn ở quốc gia Đông Nam Á này, vốn là mảnh ghép then chốt đối với hiện diện của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đầu tư và tiếp xúc cấp cao là bước đi hợp lý để khôi phục hợp tác sâu sắc trên mọi lĩnh vực với một đồng minh năng động và đang giữ vị thế chiến lược. Daniel Russell, cựu cố vấn Nhà Trắng về các vấn đề Đông Á, nhận định về nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Philippines thông qua chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ cùng đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia đánh giá tân Tổng thống Philippines là đồng minh chiến lược có thể cùng hợp tác để giải quyết những thách thức đối ngoại hàng đầu tại khu vực, trong đó có vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc. Một ngày sau khi ông Marcos đắc cử Tổng thống, ông Biden đã gọi điện chúc mừng và tránh đề cập đến những vấn đề gai góc giữa hai nước. Nhà Trắng sau đó cử Doug Hemop, chồng của Phó Tổng thống Harris, đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Philippines. Đại diện Nhà Trắng hôm đó trao tận tay ông Marcos lá thư mà Tổng thống Biden viết riêng cho người đồng cấp, chia sẻ mong muốn đón tiếp ông trên đất Mỹ. Chuyến thăm của bà Harris đến Philippines được giới phân tích xem là vấn đề tiếp theo của Mỹ trong nỗ lực tiếp cận tân chủ nhân điện Malacanang. Những nỗ lực đó đã được đại diện chính quyền Marcos ghi nhận tích cực, thể hiện qua thông điệp từ đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Mamudet rằng Washington không còn xem nhẹ Manila. Tổng thống Marcos đang phản hồi với tâm thế muốn nước Mỹ hiểu rằng chúng tôi muốn làm bạn, Romades phát biểu mới đây. Theo giới quan sát, ngoài nỗ lực củng cố quan hệ với Philippines, chuyến thăm của bà Harris dường như còn ngầm phát đi tín hiệu tới Trung Quốc. Một trong những điểm dừng chân của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm là tỉnh Palawan, vùng duyên hải ở rìa phía tây quần đảo Philippines, tiếp giáp Biển Đông. Bà lên thăm tàu tuần tra BRP Teresa Mabanua, qua đó gửi thông điệp về cam kết của Mỹ đối với tự do hàng hải và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Bước đi này gửi thông điệp rất rõ đến Bắc Kinh, đồng thời tái khẳng định cam kết với Manila. Hoạt động như vậy cho thấy thay đổi rất lớn trong quan điểm của chính quyền Tổng thống Marcos so với người tiền nhiệm Duterte, vốn tìm cách hạn chế tiếp xúc quân sự với Mỹ và giảm nhẹ bất đồng với Trung Quốc. Lucio Blanco Pinto, chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Quỹ Con đường Tiến bộ Châu Á-Thái Bình Dương viết trên Asia Times. Trước chuyến thăm của bà Harris, Tổng thống Marcos Jr. cũng đã có chuyến công du đến Mỹ và gặp Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden. Trong cuộc gặp, một mặt ông Marcos đã nhấn mạnh vai trò của Mỹ ở khu vực. Những động thái trên của Manila được đánh giá là nhằm làm ấm lại mối quan hệ với Washington sau nhiều trục trặc dưới thời ông Duterte. Mặt khác, trả lời phỏng vấn Bloomberg cũng trong cùng ngày, Tổng thống Marcos xác nhận chính quyền Manila muốn nối lại các cuộc thương thuyết với Trung Quốc về hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông. Cụ thể, ông cho hay Philippines muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp với Trung Quốc về lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí và nằm trong phạm vi luật pháp Philippines cho phép. Đối với những điều chưa đồng thuận thì ông cho rằng hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm những biện pháp khác để thúc đẩy nỗ lực hợp tác. Rõ ràng, tầm nhìn về chính sách của ông Marcos có thể đưa ra một đường hướng ổn định lâu dài cho định hướng thân Mỹ làm bạn với Trung Quốc của Manila.
Washington và Manila những tháng qua đã nghiên cứu đẩy nhanh thực thi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc tế EDCA ký từ năm 2014, cho phép Mỹ triển khai quân nhân đồn trú luân phiên cùng bố trí vật tư quân sự ở một số căn cứ ở Philippines. Trong 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được phép sử dụng theo khuôn khổ EDCA, có một địa điểm nằm trong tỉnh Palawan là sân bay quân sự Antonio Bautista. Mỹ cũng muốn tăng số căn cứ đồn trú ở Philippines từ 5 lên 10 địa điểm. Trong số 5 căn cứ đang được hai bên bổ sung vào EDCA, có một địa điểm cũng nằm trong tỉnh Palawan, một căn cứ khác nằm tại tỉnh Jambale trên đảo Luzon nhưng cũng hướng ra Biển Đông. Trong số 3 địa điểm tiềm tàng còn lại, hai căn cứ nằm tại tỉnh Cagayan ở phía bắc đảo Luzon hướng về eo biển Đài Loan. Địa điểm còn lại nằm trong tỉnh Isabela và nhìn ra vùng biển phía đông của đảo. Những căn cứ đồn trú như vậy có thể cho phép Mỹ phản ứng nhanh chóng. Nếu xảy ra sự cố trên Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan, những đợt diễn tập thời gian qua cho thấy quân đội Mỹ muốn triển khai lực lượng từ đảo Luzon, Pinlo nhận định. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng lo ngại nguy cơ Philippines bị cuốn vào xung đột nếu tình hình tại các điểm nóng an ninh đó leo thang. Philippines cũng như nhiều nước Đông Á không muốn bị đẩy vào tình thế phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay. Trong khi Mỹ đang tích hợp mạnh mẽ hai đồng minh Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc vào chiến lược khu vực cả về kinh tế lẫn quốc phòng, Philippines vẫn dè dặt trong hợp tác quân sự, đặc biệt là hiện diện thường trực của quân đội Mỹ trên lãnh thổ. Trong bình luận trước thềm chuyến thăm của bà Harris, Tổng thống Marcos cho rằng lịch trình của Phó Tổng thống Mỹ đến tỉnh Palawan sẽ không gây căng thẳng trong quan hệ Philippines-Trung Quốc. Có nhiều yếu tố làm nên sự bền chặt của mối quan hệ Mỹ-Philippines. Các yếu tố ấy bao gồm lịch sử, quan hệ thương mại, đầu tư và quan hệ quân sự giữa hai nước. Ngoài ra, gần 90% người dân Philippines cho rằng Mỹ là quốc gia đáng tin cậy nhất, cho rằng ông Marcos nên bảo vệ quyền và lợi ích của Philippines trên Biển Đông. Theo phán quyết của tòa PCA hồi tháng 7 năm 2017, có điều thú vị do chính tạp chí nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á Trung Quốc chỉ ra. 6 năm cầm quyền thân Trung Quốc rời xa Mỹ của ông Duterte không những không làm tổn hại đến lợi ích cơ bản của Mỹ tại Philippines mà còn ngược lại nữa là khác. Mức độ mất lòng tin của người dân và chính quyền Philippines đối với Trung Quốc cao hơn so với 6 năm trước đó. Các quan chức quốc phòng và ngoại giao thời ông Marcos xuất thân từ giới tinh hoa truyền thống và coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh bên ngoài chủ yếu. Họ coi trọng việc duy trì liên minh với Mỹ và coi đó là thực tế khách quan về nền tảng thân Mỹ của chính quyền mới. Tháng trước, xuất hiện một số thông tin về việc Vịnh Subic đang được xem xét là một trong những địa điểm căn cứ quân sự mới theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines EDCA. Thỏa thuận này cho phép Mỹ xây dựng, vận hành cơ sở bên trong căn cứ quân sự của Philippines và luân chuyển binh sĩ tại các căn cứ này. Mỹ và Philippines ký thỏa thuận EDCA vào năm 2014, nhưng việc triển khai thỏa thuận bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, trong bối cảnh ông Duterte thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Marcos đang thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận này. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Philippines thông báo nước này đang phối hợp cùng với Mỹ để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án thuộc thỏa thuận EDCA. Tại các căn cứ quân sự hiện hành cũng như cân nhắc các địa điểm lập căn cứ mới, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Trung tướng Bartolomeo Vicente Baraco cho biết phía Mỹ đang cân nhắc lập căn cứ quân sự mới. Một số thông tin cho hay Vịnh Subic là một trong số 5 địa điểm này. Ông Colin Co, nhà nghiên cứu tại Singapore, cho rằng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Manila có thể đẩy nhanh quá trình chấp thuận cho Mỹ lập thêm căn cứ quân sự mới theo thỏa thuận EDCA và chính thức xác nhận các địa điểm này vào đầu tháng 12 và tháng 1 năm 2023. Ông Co cũng nhận định việc binh sĩ Mỹ quay trở lại Vịnh Subic có thể khiến Bắc Kinh tức giận bởi động thái đó đồng nghĩa sẽ cho phép Mỹ tăng cường giám sát các tuyến hàng hải quan trọng gần đó. Ông Co cho rằng việc quân đội Mỹ quay trở lại Vịnh Subic cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, tham gia nhiều cuộc tập trận chung hơn như cuộc tập trận hàng năm Ban Kigatan giữa Mỹ và Philippines. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ mới đây đã cho ra mắt máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới nhất. Nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khó có thể đỡ đòn. B-21 có nhiều lợi thế trong tương lai để đối phó với các xung đột tiềm ẩn giữa Trung Quốc và Nga. Và năm 2022 là một năm quan trọng đối với B-21, phi đội máy bay ném bom của lực lượng không quân Hoa Kỳ.
bao gồm B-52, B-1 và B-2, đã không có mẫu máy bay mới nào trong hơn 3 thập kỷ. Giờ đây, máy bay ném bom mới nhất của lực lượng không quân B-21 Raider cuối cùng sẽ ra mắt vào năm 2022. Đây sẽ là cuộc trình diễn công khai đầu tiên của lực lượng không quân về một máy bay ném bom mới trong 3 thập kỷ. Tại sao B-21 lại gây khó khăn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc? Thưa các bạn, B-21 Raider có khả năng tàng hình và hạt nhân cao. Cho đến nay, chỉ có các bản phác thảo khái niệm nghệ thuật của máy bay ném bom mới đã được phát hành ra công chúng. Máy bay ném bom mới sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2026 hoặc 2027. B-21 sẽ có thiết kế cánh bay tương tự như B-2. Chế tạo B-21 rất tốn kém. Nếu lực lượng không quân mua 100 máy bay ném bom B-21 trong 30 năm tới, nó sẽ tiêu tốn hơn 203 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng không quân muốn có tới 258 chiếc B-21 cho một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc và Nga. Lực lượng không quân cho biết B-21 sẽ có sự kết hợp rộng rãi giữa các loại đạn tấn công trực tiếp. B-21 cũng sẽ có thể sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các nhiệm vụ bay và việc tích hợp máy bay không người lái vào các nhiệm vụ khác nhau có thể củng cố hơn nữa vai trò huấn luyện viên trưởng của B-21. Có nhiều ví dụ về khả năng sử dụng máy bay ném bom mới. Một là bay qua không phận tranh chấp để vô hiệu hóa các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các cơ sở lắp đặt radar và tên lửa đất đối không của Trung Quốc, thường là trong giai đoạn đầu của một cuộc không kích lớn hơn. Mặt khác, B-21 cũng có thể hỗ trợ hải quân tiêu diệt tên lửa chống hạm. Ngoài ra, B-21 có thể phá hủy các cơ sở quân sự của Trung Quốc được xây dựng trên các dạng san hô khác nhau ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Một phi đội B-21 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng có thể được triển khai ở đảo Guam để ngăn chặn Trung Quốc. Việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân có thể ngăn cản Bắc Kinh tấn công lần đầu hoặc lần thứ hai. Việc Mitchell từ lâu đã lập luận rằng các nền tảng có người lái B-21 đang được phát triển, đóng vai trò xâm nhập không phận của kẻ thù và tấn công các mục tiêu cứng rắn hoặc di chuyển, có giá trị cao, được bảo vệ tốt. Không quân nên ưu tiên triển khai vũ khí thế hệ thứ 5 để tận dụng tối đa tầm bắn, khả năng sống sót và hiệu suất của máy bay tàng hình nhằm hoàn thành chuỗi tiêu diệt một cách độc lập trong môi trường tranh chấp, viện nghiên cứu cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Politico vào đầu tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Không quân Frank Kender cho biết lực lượng không quân sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ vào năm tới để phát triển hai chương trình máy bay không người lái chiến đấu được phân loại, được thiết kế để bay cùng với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Có hai chương trình máy bay không người lái trong ngân sách năm 2023, Kender nói. Cả hai đều là phương tiện chiến đấu trên không không người lái. Nền tảng không người lái được thiết kế để hoạt động với các máy bay chiến đấu như máy bay F-22 hoặc F-23. Mặt khác, chúng hoạt động song song với các máy bay ném bom như B-21. Sự tồn tại của các chương trình sẽ được tiết lộ chính thức trong yêu cầu ngân sách, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm tới. Nhưng các chi tiết sẽ được dự kín, ông nói. Đây sẽ là những dự án được phân loại, Kender giải thích. Nhưng tôi sẽ cố gắng bắt đầu chúng vào năm 2023. Cả máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo và chương trình B-21 đều được phân loại cao và tính bảo mật hoạt động của chương trình B-21 cũng sẽ được tăng cường. Chương trình máy bay ném bom mới sẽ là mục tiêu hàng đầu của các gián điệp nước ngoài và việc ngăn chặn các nỗ lực thông thường hoặc gián điệp mạng nhằm ngăn chặn các kế hoạch đánh cắp của Trung Quốc và Nga sẽ là công việc then chốt đối với lực lượng phản gián của Hoa Kỳ. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.